Không, xin chào các bạn, mình là Dương ạ. Hôm nay thì mình sẽ quay một sản phẩm ngắn, đó là một video ngắn, đó là sản phẩm iPhone 6 Gray 16GB. Bên mình đang sản phẩm này đang có khách hàng đặt, đó là khách hàng Nguyễn Đình Cường ạ. Cảm ơn anh Cường rất là nhiều khi đã quan tâm, tin tưởng và ủng hộ shop ạ. Sau đây thì mình xin test luôn nhé. Vậy chúng ta sẽ test về ngoại hình của sản phẩm. Đây là iPhone 6 Gray 16GB các bạn nhé. Mặt trước ạ, là bóng nhé. Ok, cạnh ở phía xin mâm lượng ạ. Cạnh phía tay xin. Vâng, sản phẩm có ngoại hình khá là đẹp đấy ạ. Và bên dưới là hai tem bảo hành của công ty Đức Hùng Mobile bên mình ạ. Rồi, bên trên ạ. Và bằng sau máy. Ngoại hình rất là đẹp các bạn ạ. Rồi, thì mình sẽ tiến hành vào test ở bên trong máy luôn. Đó là cảm ứng về cái vân tay nhé. Khi test thì các bạn nên chú ý là vệ sinh cái phím home cũng như là cái tay mình, tránh để mồ hôi quá nhiều nhé. Mình đã kè sẵn cái vân tay của mình trên đây rồi, bây giờ mình sẽ mở thử nhé. Ok, đã mở khóa, các bạn thấy không ạ? Ok, cảm ứng vân tay khá tốt nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay phần cảm ứng màn hình ạ. Test đến phần cảm ứng màn hình nhé. Mình sẽ di chuyển cái icon này quanh màn hình luôn ạ. Các góc nhỏ nhất luôn ạ. Cảm ứng rất là tốt đấy ạ. Di chuyển chéo. Ok, thoải mái luôn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đặt đến camera của máy nhé. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cùng xem ảnh nhé. Các bạn có thể thấy không ạ? Camera rất sắc nét luôn đấy. Chụp và phóng to. Những cái chữ rất là nhỏ trên này chúng ta cũng có thể đọc rõ này. Đó. Độ phân giải khá là cao và hình ảnh rất là chân thực và sắc nét các bạn nhé. Rồi. Thì bây giờ tiếp theo mình test camera xong rồi thì mình sẽ test qua cái mạng luôn ạ. Rồi ok, bên mình đã thử đang kết nối với wifi bên Đức Mobile là với 3 vạch luôn đấy ạ. Ok, bây giờ thì sẽ test loa bằng cách là vào mạng và nghe một bản nhạc các bạn nhé. Đây, mình sẽ có sớt sẵn cho mình sẽ nghe cùng các bạn để test luôn và loa xem loa của máy có ok không nhé. Wow, các bạn có thể nghe đúng không ạ? Loa rất là to luôn đấy ạ. Nghe rất là thích đấy ạ. Đây là nhạc lớn CS. Các bạn nào thích nghe nhạc điện tử thì có thể nghe nhạc này khá là hay đấy ạ. Bass của máy đập cũng khá là êm và âm thanh khá là to. Rồi mình sẽ tăng giảm âm lượng thử nhé. Để kiểm tra luôn hai phím tăng giảm âm lượng. Đấy, các bạn có thể nghe thấy nó nhỏ đi, bây giờ mình tăng âm lượng lên ạ. Và chúng ta sẽ để vài giây để nghe nhé. Ok, loa rất là tốt đấy ạ. Thì bây giờ mình sẽ test thêm cái phần mic nữa nhé. Loa vì chúng ta sẽ test đến phần mic. Thì chúng ta sẽ ghi âm một đoạn nhỏ vào đây. Để mình test mic luôn nhé. Đây mình sẽ ghi âm thử một đoạn vậy. Ok, mình vừa thổi sáo nhỏ vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ phát lại cái đoạn ghi âm của mình để xem mic có thu tốt không nhé. Wow, mic khá là tốt đấy ạ. Phát khá là to, kéo còn to hơn cả cái lúc mà mình hít sáo ở đây nữa. Mic thu rất là tốt luôn đấy ạ. Ok. Rồi. Vừa rồi thì mình đã test qua cái sản phẩm rất là tuyệt vời đó là iPhone 6 Gray 16GB. Ngoại hình khá là đẹp. Cảm ứng về vân tay tốt, cảm ứng về màn hình ok. Camera chụp rất là nét, rồi thì cũng test thử qua về loa và mic luôn. Vậy là những cái cơ bản của một chiếc máy điện thoại chúng ta đã test là rung chuông loa mic cảm ứng rất là tuyệt vời rồi. Thì sau đây thì mình xin đọc 6 cái số email cuối để khi bạn Cường nhận máy thì có thể là so sánh vì xem để chính xác với cái máy mình đang test cho bạn nhé.
bên mình cam kết là khi test sản phẩm nào thì khách hàng sẽ nhận được sản phẩm đúng như khi các bạn test nhé. Đây bạn có thể nhìn rõ 6 số cuối email là 09 23 và 24 nhé. Bạn Cường ở đây mình để gần vào đây nhìn cho dễ này. Khi bạn nhận máy thì bạn có thể kiểm tra chính số email mình đang test cho bạn đó là 6 số cuối là 09 23 và 24 nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Video ngắn của mình đến đây kết thúc ạ. Chúc bạn một ngày vui vẻ nhé.